Mình muốn kẹo. Cảm ơn. Ồ, nó có hạt. Nhưng có một viên kẹo khá khó nhằn. Ouch. Ôi trời, mình gãy răng rồi. Mình mê thịt. Có ăn hai phần hoặc hơn nữa cũng được. Ờ, tí thì quên nĩa. Chào, cậu dễ thương quá. Muốn ôm chứ? Chờ đã, có hai phần mà ha. Ồ, kỳ thật. Ngon đấy. Sô-cô-la đồng xu. Vàng sao? Nó là của mình. À! Vàng. Trả áo cho tôi. Sao anh ta lại lấy vỏ chứ? Hôm nay chúng ta sẽ làm caramel muối. Mùi vị rất tuyệt. Thêm muối. Trộn lên. Và vậy là xong rồi. Bình trở lại đây. Chào caramel. Cái gì đây? À, muối hả? Hãy tự cứu mình trước khi quá muộn nha. Các cậu đi đâu vậy? Sao thế? Chắc món này phải có vị như vậy. Mình mê chuối. Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. What? Nhưng chuối và vỏ đã tách ra một cách tàn nhẫn. Emil, sao anh sống được đây? Sao lại thế này chứ? Mình phải trả thù. Món này ngon tuyệt. Đến lúc đi rồi. Đồ của bạn đây. Cảm ơn. Bánh sừng bò do hần xốp. Thơm quá đi. Chưa từng ai thích mình đến như vậy. Ú không. Bánh sừng bò lo lắng đến mức bắt đầu vỡ vụn. Xem có gì bên trong nào. Tại sao cô ấy làm như vậy chứ? Mình đang đổ mồ hôi sô-cô-la. Sô-cô-la chảy ra và bánh sừng bò vỡ vụn. Mình không muốn ăn nữa. May quá, mới đến trailer à. Hôm nay là ngày hên của Bỗng Ngô. Nó có chỗ ngồi riêng. Bộ phim này vui thật. Cốc và Bỗng Ngô đang thảo luận về bộ phim. Nhưng Nick bị mất kiểm soát. Em có thấy không? Ủa, em đâu rồi? Ở hết Bỗng Ngô rồi. Ê anh bạn, anh vứt nó nè. Cảm ơn nhiều. Massage đầu hả? Rõ ràng vị kẹo này rất ngon. Thử vị dưa hấu nào. Dưa hấu gì? Không, mình sẽ ăn táo. Đây có phải táo đâu. Đúng, nó có vị tóc bẩn. Ở đây hôi quá đi. Con ong này bay qua để kiểm tra mình. Wow. Bố, đây có phải con lúc nhỏ không? Đúng rồi con yêu. Bố mẹ yêu con lắm. Ồ, kẹo mình thích này. Kẹo sâu. Mình muốn cái này. Không. Đừng tham thế chứ. Ồ, mình không thể kéo giãn thêm nữa. Tốt rồi, mỗi người một nửa. Cùng ăn nha. À, được thôi. Đập tay. Cà phê kem là tuyệt nhất để bắt đầu buổi sáng. Mình phải chụp ảnh. Yeah. Ồ, mình ăn ảnh thật. Giờ mình sẽ thử nó. Ồ, nặng quá. Đừng ngủ nữa. Đi nào, chạy đi. Yeah, mình đang chạy. Raffaello, mình nóng lòng muốn mở nó ra ghê. Xin chào, đừng vội. Viên kẹo đầu tiên luôn ngọt ngào nhất mà. Ngon tuyệt. Đó là lý do ta ở đây con yêu à. Thưởng thức nha.
mình có thể ăn donut. Cái gì vậy? Bánh donut thứ hai đâu? Ai đã lấy? Thật kinh khủng, cô ấy đã lấy. Cô ấy sao? Đúng vậy. Tốt thôi, cầm đi. Bé yêu của mình, donut của mình. Nhân đôi ngọt ngào nào. Nick thấy vài viên kẹo bất thường. Chúng có gì đặc biệt? Chỉ ngọt thôi mà. Ngạc nhiên chưa? Chua quá. Mình cần phải uống nước. Dâu tây và kem là sự kết hợp hoàn hảo. Dâu tây thích thư giãn trong làn kem. Sao bánh mì nướng lại lâu vậy nhỉ? Tôi đây nè. Ôi trời ơi, lại cháy rồi. Chỉ cần cạo đi. Dù cháy hay không, mình vẫn ngon. Giờ là bơ đậu phộng. Mình mê nó. Làm ơn cho thêm chút nữa đi. Thật hoàn hảo. Cuối cùng mình cũng được ăn cupcake ngon lành. Túi vẫn còn đóng nè. Chẳng ai ăn thịt mình mà không đóng băng cả. Mình đói quá. Ngon thật. Đừng buồn ngủ. Xin chào huấn luyện viên. Nhìn nè, tôi đang ăn kem. Ngon thật. Mình nghĩ anh ấy thích mình. Chỉ là mơ thôi. Fanta màu xanh, mình chưa thấy bao giờ cả. Ngon đó nha. Màu thực phẩm xanh, bắt tay vào làm việc thôi. Ủa, bị kỳ ghê. Ôi không, lỗi của mình. Đẹp đó chứ. Tay nào nào. Hãy tới đi. Chọn tới đi. Tới này ạ. Kẹo của con đây. Cái gì? Không. Sao mình lại đen đuổi vậy chứ? Cảm ơn. Cái này cho bố. Bốn mươi lăm, bốn mươi sáu. Ước gì mình có thể ăn chút kem sau khi tập. Chúng ta yêu nhau mà, cần gì nữa chứ. Ha, anh đang mơ về món tráng miệng phải không? Phải huấn luyện cả bộ não mới được. Nick, gặp bạn mới của anh nào, súp lơ. Kem đi theo tôi. Nhưng tại sao chứ? Bắt đầu squat nha. Kem ơi, bạn đâu rồi? Con yêu, đừng buồn nữa. Làm sao bố cổ vũ cho con? Bố biết rồi, bố có quà cho con nè, ngạc nhiên chưa? Tuyết. Mở ra đi. Bố, cái này cho bố nè. Cảm ơn con yêu, muốn xem đồ chơi không? Xin chào, tôi là sự ngạc nhiên đây. Ủa, nó là cái gì vậy? Hướng dẫn nói gì đó. Con không hiểu. Còn bố thì sao? Không hẳn. Nè, làm sao để lắp chúng lại với nhau? Tôi là sự bất ngờ thôi, tôi không biết.
Piper rất thích nhai kẹo cao su. Cô ấy đặc biệt thích thổi bóng. Ôi, dừng lại, tôi nổ mất. Ôi trời, nổ rồi. Mình sẽ nhai tiếp. Bạn có thích video này không nào? Hãy bình luận bên dưới và cho chúng mình biết bạn thích món nào nhất nha. Và các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Thích Video này và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới vui nhộn nào từ Woohoo.